Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an Mường Trà tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy thời điểm dịch COVID-19. Nông trường cao su Mường Trà quan tâm đến lao động địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Mường Trà đã chủ động đề ra những giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm về ma túy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Mường Trà cho thấy hiện nay tình hình các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn dù đã được kiềm chế. Tuy nhiên, tội phạm ma túy đã lợi dụng lực lượng chức năng đang triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 nên có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Mường Trà đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ 26 vụ, 32 đối tượng, tăng 2 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ. Về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, xác lập phá thành công 4 chuyên án bắt 4 đối tượng, triệt xóa gần 10 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy, thu giữ gần 550 gram heroin, hơn 6.600 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trong thời điểm COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là vừa phải đấu tranh bóc gỡ các đường dây mua bán về ma túy, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ anh em trong đội là phải có tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy cao, nhưng bên cạnh đó phải nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm và công tác phòng chống dịch COVID, rồi cử các cán bộ chiến sĩ trong đội xuống các địa bàn để nắm các cái hoạt động của tội phạm về ma túy, để từ đấy có được cái kế hoạch và phương hướng để triệt xóa bóc gỡ các điểm bán lẻ về ma túy và các cái đường dây mua bán ma túy đi qua địa bàn. Một trong những vụ án về tội phạm ma túy được Công an huyện Mường Trà vừa phá thành công với sự tham gia của nhiều lực lượng là chuyên án 521H. Qua nắm tình hình, Công an huyện phát hiện tại xã Mường Tùng một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án 521H, tung các mũi trinh sát xuống địa bàn, chỉ đạo Công an xã phối hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau thời gian trinh sát cũng như các nguồn tin báo từ cơ sở, ngày 8 tháng 5 năm 2021, Công an huyện phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh, Đội phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh phá thành công chuyên án 521H, bắt đối tượng là Lý A Của, sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Cang, xã Mường Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gần 360 gram heroin, hơn 1.970 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số tang vật giấy tờ liên quan. Cũng từ các nguồn tin từ cơ sở, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Trà đã phá nhiều vụ án liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Riêng trong ngày 5 tháng 6 vừa qua, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Mường Tùng phá liên tiếp 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Trang A Nhè, sinh năm 1978, Trang A Chu, sinh năm 1978, cùng trú tại bản Nậm Piền, xã Mường Tùng, Trang A Lành, sinh năm 1993, trú tại bản Nậm Cang, xã Mường Tùng. Thời gian vừa qua, thì Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện xác định cái công tác phòng chống về tội phạm ma túy đây là nhiệm vụ rất là quan trọng. Vì cái hiểm họa ma túy nó tác động, ảnh hưởng đến cái hiệu lực của nó rất là lớn đối với từng lớp nhân dân, cũng như là đặc biệt là cái thế hệ trẻ ở trên địa bàn. Thì Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an xã và đã tham mưu cho Ủy ban huyện ra cái quyết định thành lập cái ban chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm về ma túy, rồi là chỉ đạo các xã thành lập các ban với vai trò là đồng chí trưởng chủ tịch ban nhân xã là trưởng ban và đồng chí phó ban xã là phó ban thường trực trong công tác, đặc biệt là trong vấn đề là chống cũng như là phát hiện cái việc mà trồng cây chữ chất ma túy ở trên địa bàn các xã.
Xác định trong thời gian tới, các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng, làm mất tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, Công an huyện Mường Trà đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, đơn vị tiếp tục mở các đợt đấu tranh cao điểm trấn áp tội phạm. Tập trung vào các địa bàn nóng, địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy như Ma Thị Hồ, Pa Ham, Mường Tùng và thị trấn Mường Trà. Đặc biệt là sẽ tăng cường hợp tác với Công an huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để thường xuyên trao đổi những thông tin liên quan đến tội phạm ma túy nhằm ngăn chặn các hành vi thẩm lậu ma túy tại khu vực biên giới. Cái tội phạm ma túy thì ở địa bàn chúng tôi cũng là một cái địa bàn khá là nhiều đối tượng nghiện. Chúng tôi thường xuyên gọi răng đây các đối tượng, rồi là tập trung cai nghiện tại cộng đồng. Năm vừa rồi chúng có tổ chức tập trung cai nghiện tại cộng đồng, rồi là những cái đối tượng mà không cai được thì chúng tôi cũng đang lập cái hồ sơ để đưa đi cơ sở cai nghiện làm việc. Bên cạnh đó, Công an huyện Mường Trà cũng triển khai nhiều giải pháp góp phần phòng chống dịch COVID-19. Trong đó đã phân công các tổ công tác bảo vệ 24/24 giờ tại các khu vực cách ly của huyện, hạn chế người ra vào, đảm bảo giữ ổn định an ninh trật tự, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ an ninh thông tin trên mạng Internet, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, xử phạt các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo đơn vị, thì lực lượng an ninh Công an huyện Mường Trà đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thì lực lượng an ninh cũng đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã thị trấn làm tốt công tác nắm người, nắm hộ, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch qua về địa bàn, tổ chức truy vết, phối hợp với y tế, lực lượng y tế là đưa các cái trường hợp thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm cao để đưa vào cách ly tập trung hoặc các cái thực hiện các cái biện pháp cách ly theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh, tích cực cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn chủ động phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau 11 năm cây cao su được trồng tại huyện Mường Trà, đến nay hàng trăm hộ dân góp đất trồng cao su đã có thu nhập ổn định với 10% giá trị sản phẩm mổ trên vườn cây khai thác. Bên cạnh đó, người lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã có việc làm với mức thu nhập ổn định, góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo cùng địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Năm 2009, anh Sìn Văn Ninh ở bản Hìn 1, xã Na Sang được nông trường cao su Mường Trà tuyển dụng và làm công nhân tại đội khai thác mủ. Làm công nhân không chỉ giúp gia đình anh Ninh có việc làm ổn định mà nguồn thu nhập cũng được nâng lên đáng kể. Với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, cùng với đó gia đình anh cũng đang tham gia góp 22 hectare để trồng cây cao su. Nhờ chịu khó làm ăn và biết tích lũy, dành dụm, gia đình anh Ninh đã có điều kiện để xây dựng nhà mới và mua sắm được nhiều vật dụng sinh hoạt có giá trị. Trong cái nông trường cao su này thì thấy cuộc sống là gọi là ổn định hơn, đỡ vất vả và cũng đỡ lo lắng hơn như trước kia làm nương ấy. Đấy, bây giờ là mọi cái nói chung là công việc nó cũng ổn định hơn mà nó gần nhà gần cửa nữa. Đấy, nói chung là cũng rất rất vui là được làm trong nông trường cao su gần nhà này rồi. Có mọi chính sách đầy đủ như là ngày lễ ngày Tết này, rồi là ngày phụ nữ các thứ gì là chị em nó cũng đều được đầy đủ hết ạ. Trước đây cuộc sống của gia đình anh Ly A Páo bản Hủy Ho xã Mường Mươn gặp nhiều khó khăn. Cả hai vợ chồng không được học hành đến nơi đến chốn, do vậy không thể xin vào làm tại các cơ quan nhà nước hay các doanh nghiệp mà chỉ làm được những công việc thời vụ. Do công việc không ổn định, cuộc sống gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Nhưng sau khi vợ chồng anh được tuyển dụng và làm công nhân tại nông trường cao su Mường Trà đã có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống cũng từ đó ấm no hơn. Thì ban đầu thì cũng được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. Cho nên là đến thời điểm giờ thì vườn cây đã đưa vào khai thác được 4 năm. Thì đưa vào khai thác thì
cùng là tạo điều kiện công ăn việc làm cho đồng bào tại địa phương và nâng cao thu nhập cho người lao động, cho nên đến thời điểm giờ thì cũng nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong vấn đề phát triển và thu hoạch mù cao su. Gia đình anh Lò Văn Mười, bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Trà, một trong những hộ dân góp đất trồng cao su trên địa bàn huyện. Năm 2009, khi có dự án trồng cao su, gia đình anh đã rất mạnh dạn góp trên 3 hectare đất đồi cho công ty cổ phần cao su Điện Biên. Từ năm 2017 cho đến nay, các diện tích trồng cao su của gia đình đã cho thu hoạch mủ. Cũng từ đó, gia đình được nhận tiền chia lợi tức 10% từ việc bán sản phẩm thu hoạch theo như hợp đồng ký kết ban đầu. Đơn cử, như trong năm 2020, gia đình anh Mười đã nhận được gần 3 triệu đồng tiền thanh toán của công ty. Cùng với việc góp đất, vợ chồng anh cũng nhận vào làm công nhân cao su, hưởng lương trên 5 triệu đồng một tháng. Có dự án trồng cây cao su thì gia đình cũng có khoảng hơn 3 hectare để góp cho công ty cao su để trồng cây cao su lên. Từ cây cao su lên thì cũng được mấy năm rồi, thì từ vào năm 2017 thì vào khai thác, tôi cũng xin vào làm công nhân. Thì khai thác thì cũng so với làm từ lúc chưa cho đất cho công ty thì cũng trồng nương thì cũng không đủ ăn mấy, thì từ lúc cây cao su nó cho mình cái nhựa trắng thì tôi cũng làm công nhân trực tiếp đấy, từ khai thác thì trực tiếp thì cũng gọi thêm thu nhập, tăng thêm thu nhập. Tôi một tháng cũng trung bình tháng năm từ 5 triệu đến ở từ 5 triệu rưỡi là trung bình. Cũng như gần 300 hộ dân trên địa bàn xã Na Giang, huyện Mường Trà, từ năm 2009, khi có dự án trồng cao su, gia đình anh Lý A Si đã mạnh dạn góp trên 3 hectare đất đồi cho công ty cổ phần cao su Điện Biên. Đến nay, gia đình đã được nhận tiền chia lợi tức 10% từ việc bán sản phẩm thu hoạch theo như hợp đồng đã ký kết ban đầu. 3 triệu 7 thì gia đình cũng không có việc gì, cũng không thắc mắc, thì cũng như coi như là của nhà nước thì cũng hỗ trợ cho mình cũng hỗ trợ nhà nước, thì cũng coi như là cảm ơn cho các chú các bác, thì và kể cả với bác thế chào với các chú các bác thì cũng không có thắc mắc cái gì cả, vui cho tất cả hai bên hết, các hai bên cũng là chích cho anh phần cha thì cũng là tất cả vui cho hết, không có cái gì thắc mắc cả. Nông trường cao su Mường Trà hiện đang quản lý hơn 1.300 hectare cây cao su, trong đó có gần 1.000 hectare cây cao su đang trong giai đoạn khai thác. Nông trường có 5 đội sản xuất trực thuộc nằm trên địa bàn 3 xã và thị trấn của huyện Mường Trà. Tổng số lao động của nông trường hiện có 300 người, trong đó có trên 90% là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Với phương châm phát triển cây cao su đến đâu, tuyển dụng người lao động tại chỗ làm công nhân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho công nhân đến đó. Đồng thời, bằng sự quan tâm của nông trường cao su Mường Trà đối với người lao động đã ngày càng củng cố uy tín đối với người lao động, làm cho nông trường ngày càng phát triển. Thì công ty có cái kế hoạch và nội quy quy chế về vấn đề chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên, thì nông trường cũng đã thực hiện chi trả đầy đủ các cái chế độ tiền lương thưởng cho cán bộ công nhân viên. Qua đó thì các cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và các cái chế độ nghỉ thai sản ốm đau thì thực hiện đầy đủ. Nông trường được kết hợp với trung tâm y tế của huyện để kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên một lần trên một lần một năm. Và cán bộ công nhân viên thì cũng đã thường xuyên thăm hỏi khi các công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với việc tích cực tuyển dụng lao động ở địa phương của nông trường cao su Mường Trà đã góp phần không nhỏ cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.